Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái cạc Tesman ha. Thì đối với cái cạc Tesman thì thực ra đối với những người làm điện tử laptop thì người ta rất là quen thuộc đối với dòng cạc này rồi. Tuy nhiên những bạn mà sửa máy tính thì chúng ta không có chuyên ngành về điện tử thì chúng ta cảm tưởng cái cạc Tesman này nó rất là khó khăn. Nhưng thực tế thì nó rất là dễ dàng để chúng ta sử dụng, và nếu như chúng ta biết sử dụng cái cạc Tesman này thì nó sẽ giúp cho chúng ta phát hiện được cái bận của cái máy tính một cách rất là dễ dàng, và thậm chí là đưa ra một cái chẩn đoán rất là chính xác mà không cần quá nhiều về kiến thức của nó. Thế thì ở trên cái cạc Tesman, cấu trúc của một cạc Tesman thì nó như thế nào? Thì ở đây chúng ta sẽ thấy bất kỳ một cái cạc Tesman nào thì chúng ta cũng có những cái có một cái dãy ở trên này, người ta gọi là dãy đèn LED để báo hiệu là các cái tín hiệu về nguồn hay là về xung reset rồi là xung lốc gì đó. Rồi ở phía dưới này là chúng ta có một cái đèn gọi là dãy đèn LED báo cốt, thì chúng ta sẽ căn cứ vào những cái dãy báo cốt hoặc là cái đèn tín hiệu đèn ở trên đây để chúng ta biết được là cái thiết bị của chúng ta bị cái gì. Thế thì ở đây các bạn lưu ý rồi, đối với cái cạc LED này thì người làm điện tử thì người ta quan tâm nhiều về các chỉ số, nhưng đối với chúng ta là người mà sửa máy tính thông thường đi đến nhà khách hàng chúng ta sửa thì chúng ta chỉ cần là một số cái chỉ số sau thôi. Thế ở đây tôi sẽ liệt kê ra một số cái chỉ số mà chúng ta quan tâm. Thứ nhất là gì các bạn quan tâm dùng, đó là cái đèn reset. Đèn này thì người ta sẽ ký hiệu ở trên cái cạc test là chữ reset luôn, hoặc có một số cạc thì người ta chỉ đề là gì chữ RST hoặc là chữ RST đó, thì chúng ta sẽ quan tâm cái đèn đó là đầu tiên. Cái thứ hai là chúng ta quan tâm đến cái đèn người ta ký hiệu, đó là đèn CKL đèn CKL hay người ta còn gọi là đèn xung lốc đèn này. Thì đối với cái đèn xung lốc này thì cho chúng ta báo tín hiệu cho chúng ta biết được là cái đèn này là về cái tín hiệu xung. Thì thực ra trong thực tế thì đối với người sửa điện tử người ta quan tâm nhiều đèn này, còn chúng ta lại không quan tâm lắm. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái đèn báo về nguồn, đèn báo nguồn. Thì nguồn ở đây chúng ta có đèn là 12V, đèn 5V, rồi chúng ta có đèn là 3V 3, đó là ba cái đèn, và chúng ta có đèn là trừ 12V. Thì các cái dòng máy bây giờ thì cũng khi xài chúng ta không quan tâm, chủ yếu quan tâm ba cái nguồn này, 12, 5 và 3V 3. Thế thì khi chúng ta sử dụng cạc test này, chúng ta gắn vào cái máy của chúng ta đó thì chúng ta test, thì chúng ta quan tâm điều gì? Thì chúng ta sẽ quan tâm thứ nhất đó là cái đèn xung reset. Chúng ta sẽ quan tâm, chúng ta quan sát luôn. Các bạn gắn vào máy, thì các bạn gắn như sau. Đây, tôi sẽ gắn cho các bạn thử. Ở đây các bạn lấy cái nguồn. Rồi, chúng ta sẽ quan tâm đến cái đèn đó. Chúng ta chưa cần phải gắn RAM hay là gắn gì cả. Ví dụ như chúng ta xuống khách hàng mà chúng ta cái máy tính của khách hàng đang đầy đủ như thế này, và chúng ta mở máy lên nó không lên, không có một cái tín hiệu gì bốt ở trên máy mà, thì chắc chắn là gì rất là khó khăn để cho chúng ta kiểm tra. Rất là khó khăn chúng ta kiểm tra. Thế thì chúng ta sử dụng cái cạc test này, chúng ta có thể gắn thẳng vào, chúng ta gắn vào cái khe này. Rồi sau đó chúng ta cấp nguồn cho máy và chúng ta kích nguồn lên thử. Thì các bạn quan sát để ý kỹ dùng cái đèn reset này nó sẽ có báo tín hiệu như thế nào. Thì đây chúng ta sẽ thấy là gì, đó, cái đèn reset của chúng ta sáng lên rồi tắt. Tôi sẽ kích lại để các bạn thấy. Đây chúng ta quan sát kỹ cái đèn reset, chúng ta sẽ thấy là nó sáng nhá lên rồi nó tắt, đó đúng không ạ? Thế thì ở đây tôi sẽ phân tích cái đèn reset này đối với cái máy tính bàn thì nó sẽ có bao nhiêu trạng thái. Thì trên thực tế đó, các bạn làm đó, thì cái đèn này nó sẽ có một số cái trạng thái như sau. Nhất là nó sáng, sau đó nó tắt, sáng lên xong là tắt, sáng xong tắt. Tức là khi đèn này mà sáng tắt
sẽ cho chúng ta biết được là cái điều gì ở trên cái men này thì chúng ta sẽ biết được những điều như sau. Thứ nhất là chúng ta đã có sum, có sum để xét từ chip nào, à có sum để xét từ chip nào đó. Thế thì cái điều kiện mà có sum tự reset từ chip nam này thì nó cần phải có những điều kiện gì thì có sum này thì chúng ta biết được là gì. Thứ nhất là nó đã đủ nguồn rồi, đủ nguồn rồi, à thì nguồn ở đây gồm có là gì, nguồn VCO cấp cho CPU, à nguồn thứ hai nguồn RAM, à nguồn thứ ba nguồn chipset. Như vậy nếu như mà chúng ta có như vậy rồi là chúng ta không cần phải đấy rồi, là chúng ta khả năng là cái trường hợp này xảy ra thì khả năng là cái men của chúng ta rất ít khi bị hư, là rất ít khi bị hư. Trường hợp thứ hai là cái trường hợp là nó sáng luôn, sáng luôn hoặc là nó tắt, đúng không? Sáng luôn hoặc là nó tắt, nó không sáng á, thì trường hợp này nếu như chúng ta gặp trường hợp này thì chúng ta sẽ xảy ra hai trường hợp thôi, đó là gì, một là do nguồn hư, à thường là do nguồn hư là có dây ra hiện tượng này. Trường hợp thứ hai là do men bo hư, à do men bo hư đó. Thì đa phần là chúng ta rơi vào hai trường hợp này là nguồn hư hoặc do men bo hư. Như vậy thì đối với trường hợp mất tín hiệu reset, khi chúng ta là một người sửa, chúng ta chỉ cần cắm cà tét vào, kích nguồn lên, chúng ta thấy là gì, cái đèn reset này nó không sáng tắt được, là chúng ta đã biết được là cái men hư hoặc là cái nguồn hư rồi. Chúng ta đã có thể đi sửa, đi kiểm tra thay cái nguồn khác để loại trừ, và chúng ta sẽ biết được là gì, là cái men của chúng ta còn chạy hay không chạy. Thì đó là vấn đề về loại C. Còn trường hợp nếu như chúng ta mà sử dụng thấy cái đèn nó sáng tắt lên, à nó sáng tắt lên, đây tôi kích lại cho các bạn thấy nó sáng tắt lên, thì nó sẽ xảy ra một số cái trường hợp. Đây chúng ta sẽ thấy nó sáng tắt lên, đó nó sáng lên nó tắt. Nhưng mà cái đèn reset này sáng tắt ấy, thì bây giờ khi chúng ta thấy đèn reset sáng tắt, chúng ta hãy quan tâm đến cái vấn đề là bốt cốt, à hãy quan tâm đến cái hệ thống cốt ở đây. Còn nếu như mà đèn reset mà không sáng ấy, thì chắc chắn là gì, nó không sáng mà không tắt ấy, thì chắc chắn là gì, nó không bao giờ có cốt đâu. Còn nếu như mà nó sáng tắt được, có nghĩa là có sum reset, thì lúc này máy nó sẽ xảy ra là gì, có bốt cốt hay không, chúng ta mới quan tâm đến gì, đi quan tâm đến cái cốt này. Thế thì chúng ta sẽ thấy ở đây cốt chúng ta đảm bảo là không không, có nghĩa là không bốt cốt, cái men không bốt cốt đó. Thế thì trường hợp mà men này mà không bốt cốt thì nó có rất là nhiều nguyên nhân, à có rất là nhiều nguyên nhân đó. Và đa phần mà máy mà chạy không bốt cốt là do men thôi, chứ còn rất ít khi là trường hợp là do thiết bị khác. Có một trường hợp nữa đó là gì, là do ở trên CPU. À thế thì chúng ta để giải quyết vấn đề này, khi gặp trường hợp men à có reset không bốt cốt, à thì chúng ta sẽ làm cái gì, chúng ta sẽ đi tập trung kiểm tra những thiết bị. Thứ nhất đó là gì, là chúng ta kiểm tra socket CPU, chúng ta kiểm tra socket CPU xem là có bị lỏng không, có dơ không, CPU có đúng không, à CPU có phù hợp hay không, thì chúng ta kiểm tra. Nếu CPU không phù hợp thì cũng dẫn đến hiện tượng là gì, cái này nó không bốt được cốt đó. Cái trường hợp thứ hai là đối với trường hợp mà khi chúng ta kiểm tra hai cái này rồi mà không bốt cốt được ấy, thì chúng ta có thể kết luận, suy ra kết luận là gì, men hư, à chúng ta có thể kết luận là men hư. Và như đây thì chúng ta là gì, đối với cái người không dành điện tử là chúng ta có thể chuyển cái men này cho bộ phận điện tử sửa. Như vậy là chúng ta đã biết được là gì, hiện tượng là máy của chúng ta là gì, chạy hay không chạy. Thế thì trường hợp bây giờ tôi sẽ đưa cho các bạn thấy một cái trường hợp nữa, đó là gì, ví dụ nữa đó là men nó chạy nó bốt cốt, à nó bốt cốt thì nó như thế nào, và chúng ta có thể biết được là sao. À, đây tôi có một cái men khác. Các bạn có thể ý, à nếu như bình thường chúng ta kích nguồn lên thì cái đèn reset này nó sẽ sáng tắt này, à đó chúng ta thấy sáng tắt. Khi đèn reset sáng tắt thì lập tức là cái máy này
cái đèn này nó sẽ bốt cốt, các cái đèn này nhảy chỉ số cốt. Thế thì khi chúng ta quan tâm đến nhảy chỉ số cốt rồi á, thì chúng ta sẽ biết được là nếu như mà cái đèn này nhảy chỉ số cốt có nghĩa điều gì xảy ra. Thì khi đèn nhảy cốt có nghĩa là khi mà đèn cốt á, có cốt rồi, thì chúng ta suy ra một điều là gì ạ? Là cái men này là CPU đã chạy, và CPU chạy rồi và đã đọc được BIOS rồi thì nó mới xử lý được và nó bốt được lên cốt. Bởi vì cốt ở đây là lấy từ trên BIOS lên. Như vậy vấn đề máy không lên, lên hay không lên, vấn đề ở đây có thể xảy ra trường hợp là gì? Do RAM và thôi. Vậy chúng ta lúc này nếu như mà gặp cái men, cái máy chúng ta cắm cả test vào, thấy là gì ạ? Có đèn reset, bốt cốt, nhảy cốt rồi, thì chúng ta tập trung vào kiểm tra là gì? Vệ sinh khe RAM và chúng ta kiểm tra thanh RAM. Vậy là chúng ta sẽ biết được là cái máy chạy hay không. Đây tôi ví dụ, ở đây là máy không gắn RAM, cho nên là gì, nó bốt cốt nó dừng. Bây giờ tôi gắn RAM thử các bạn có thấy này. Chúng ta để ý kích nguồn lên, nó sẽ bốt cốt. Đó, chúng ta thấy này. Kích nguồn lên có đèn reset và máy bắt đầu bốt cốt. Bắt đầu bốt cốt. Thì chúng ta để ý, nếu như mà chúng ta mà để ý sâu á, tìm hiểu sâu á, thì chúng ta sẽ biết được là gì? Khi máy nhảy cốt là cốt bao nhiêu thì lên, hoặc là cốt bao nhiêu thì sẽ dừng, hoặc là không lên, hoặc là bị cái gì. Thì cái này là do kinh nghiệm, buộc chúng ta phải có kinh nghiệm thì chúng ta mới biết được. Làm lâu và chúng ta cứ ghi vào được các cái chỉ số từng dòng men một, nó sẽ bốt cốt khác nhau. Đây tôi ví dụ tôi reset lại các bạn thấy này. Đó, tôi reset lại, tôi kích lại thì chúng ta thấy là gì, máy nó nhảy cốt. Đó, máy nhảy cốt. Đó, máy nhảy cốt. Đó. Như vậy là chúng ta biết là gì, cái máy này có thể lên hay không lên. Đã chạy hay chưa? Chúng ta nếu muốn biết chạy hay không, chúng ta có thể gắn bàn phím vào là chúng ta biết được. Thế thì chúng ta đã biết được là gì, cái này nó nhảy cốt nó lên hay không, thì chúng ta cũng không cần thiết là phải màn hình, hay là chúng ta chỉ cần là gì, có bàn phím thôi là chúng ta biết được là cái máy của mình lên hay không lên rồi. Đây, các bạn thấy này, máy nó bốt cốt lên đúng không ạ? Đó, bốt cốt lên thì bắt đầu nó nhảy lên, thì chúng ta nhấn bàn phím này, chúng ta sẽ thấy được là đèn bàn phím đâm lốc sáng tắt. Đó, thấy không ạ? Chúng ta nhấn đâm lốc thì chúng ta sẽ thấy được cái đèn bàn phím sáng hay tắt. Đó, đây phím đâm lốc. Như vậy chứng tỏ là gì, cái máy này đã chạy. Máy chạy. Đó, thì đó là gì, ý nghĩa của việc mà gì sử dụng các cái men. Chúng ta thấy rất đơn giản, không cần phải là đi sâu của nó, chúng ta chỉ hiểu được cà test như thế nào, chức năng của số cái đèn nó như thế nào thôi, thì chúng ta đã biết được là gì, là cái máy của mình là chạy không rồi. Và với cái thời lượng khoảng chừng là test máy như này thì chúng ta chỉ bỏ ra khoảng chừng là 5 đến 7 phút thôi là chúng ta đã quyết định được là cái máy tính của chúng ta hư ở phần nào rồi, và chúng ta có thể chuyển cho cái bộ phận chuyên sâu hơn.